Rồi, hello chào các bạn ạ. Chiều hôm nay đi quanh quanh qua một số hình ảnh gửi đến cho các bạn. Thì bây giờ mình đang đứng trên khu đô thị Garden Hill đấy các bạn này. Ở đây là con đường bê tông 6 làn xe các bạn ạ. Mình thấy khu đô thị này người ta làm hạ tầng rất là bài bản các bạn. Rất là đẹp. Trước hay là đổ một lớp bê tông, sau này phía trên này có một lớp nhựa nữa các bạn. Thì bây giờ tạm thời là một lớp bê tông. Vỉa hè trên này mình thấy làm rất đẹp các bạn này. Vỉa hè người ta làm bằng đá hết các bạn, chất liệu bằng đá. Đấy các bạn ha, rất là rộng rãi thoải mái. Mình đi rất là nhiều khu nhưng mình thấy hạ tầng ở Garden Hill làm đẹp nhất, bài bản nhất. Vỉa hè cũng bằng đá, rồi cái bo lề cũng bằng đá các bạn này, đá tự nhiên. Trước mặt chúng ta những hàng Sheet House đó, tập đoàn Trung Nam người ta đã xây dựng phần thô hết, là mình thấy họ đã lắp cửa nhôm kính hết rồi các bạn này. Đó, đây là những hàng Sheet House. Đó, giữa này mình thấy có cái dàn đàn cũng rất là đẹp các bạn. Đây, ở ngoài kia có những cái lô biệt thự các bạn ạ, cũng xây thôi như vậy đó. Sau này chúng ta về rồi chúng ta và hoàn thiện tiếp tục theo thôi. Đi vào trong kia lại có những cái lô biệt thự nữa, cũng đường chính đi vào á. Mình đi qua cái đoạn này mình quay cho các bạn một số hình ảnh cập nhật mới nhất về tình hình xây dựng trên khu đô thị Garden Hill. Đó, thấy rất là cơ bản đó các bạn. Đây là con đường đi thông ra đường Nguyễn Tất Thành luôn các bạn này. Đây là con đường Bãi Cát Nam thôi. Tương lai rồi họ cũng láng nhựa hết các bạn. Làm đường như thế nào mà nói các bạn là cực kỳ chắc chắn luôn. Hiện bây giờ theo mình quan sát, dân chủ yếu là tập trung ở đường ngoài kia các bạn. Từ con đường Nguyễn Tất Thành đi vào, con đường thứ nhất, con đường thứ hai, dân ở đông hơn. Còn càng vào sau trong này, dường như mình thấy còn trống rất là nhiều các bạn. Ở chỗ này có cái công viên các bạn đó, có xe màu đỏ kia người ta đi xem đất đó, đó. Thì bây giờ giá ở cũng bình bình vậy thôi chứ cũng chưa có gì sốc lại đâu các bạn ạ. Đợt vừa rồi mình đọc báo mình thấy ở Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, ở phía Nam thì có một số tỉnh ví dụ như Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu là giá nó sốc trở lại. Riêng Đà Nẵng mình thấy khá là yên ắng. Đợt vừa rồi ví dụ như khu đô thị Nam Hòa Xuân là giá nó có điều chỉnh lên tí đó các bạn, FPT cũng có điều chỉnh. Còn khu này thì thấy giá nó cũng tất nhiên so với hồi trước là trước dịch giá nó hạ xuống tí, bây giờ nó cũng lên lại tí rồi các bạn. Đó, những hàng Sheet House này mua về đầu tư lâu dài chứ còn nghĩ còn lao lắm các bạn. Các bạn biết những hàng Sheet House này nó phát huy tác dụng khi nào dân về ở đông, thì cái hàng Sheet House này nó mới bán được chứ không bây giờ là chưa đâu các bạn. Đấy, toàn bộ khu trong này các bạn thấy nó còn rộng mênh mênh mông luôn đó. Để đứng đài quay xuống cho bạn xem đó, đất đông này là còn rất là rộng, có xe ô tô nó đi xem đất các bạn này đó. Đó, sao nó lắng nhựa như thế nào ấy nè đó. Đó,
Đây là cái mặt sau của những hàng sách hao. Sách hao size ở đây mình có cảm giác trừ cái đường lùn phía sau này nó hẹp quá. Sách hao đúng ra là phải có cái đường phía sau này rất đẹp các bạn. Mình đi một số cái sách hao ở dưới đường Lê Văn Duyệt rất là đẹp. Có nghĩa là phía sau này nó có một con đường nhỏ nữa, rất là thoáng. Còn ở đây phía sau này mình thấy nó cống mắt mà. Đó, trong kia mình thấy họ cũng đang xây dựng các bạn đó. Trong kia cũng là sách hao các bạn ạ, đó cũng đang xây dựng. Thấy khu này nó còn rất là nhiều đất mênh mông luôn đó. Đi vào trong kia còn rất là nhiều các bạn này. Vào này quay đoạn cho các bạn xem luôn. Để lắp đài khu này mình các bạn ít nhất là phải 30 năm. 30 năm mới hơn chứ, không bao giờ có giá dưới đâu. Còn không là thành phố Đà Nẵng phải có những bước phát triển đột phá. Làm sao mà kéo dân người ta về đây người ta ở. Số dân phải cao lên thì họ mai đâu lắp hết cái khu này. Khu này là một trong những khu thuộc loại là lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng này, có rất là nhiều phân khu các bạn ạ. À. A là A1, A2, A3, A4 rồi tới A6 rồi tới B, C, D, E, F. Các bạn thấy nó còn rất là rộng luôn, ra tới cái tiền sông kia luôn các bạn này. Đây. Đó, khu này mình xây dựng như vậy thôi. Chắc thời gian nữa thì họ tiếp tục. Đất nhiều quá mà nó nổi. Dân nó còn đi thả bò các bạn thấy không? Đây các bạn ơi, lành tới này luôn. Rất là rộng các bạn. Nói chung mình đánh giá hạ tầng tập đoàn trong Nam làm rất đẹp, rất bài bản. Các bạn thấy nhựa làm ngon lành hết trơn. Mình đi nhiều khu đô thị nó chưa làm gì hết các bạn, mở bón là mầm. Không hiểu vì sao người ta lại mua như tâm tư. Chỉ đổ vài cái lớp nhựa cấp phối, vài con đường nhỏ nhỏ mà đã mở bán rồi. Còn ở đây các bạn thấy người ta làm rất bài bản. Ở ngoài kia có những hàng sách hao này các bạn này đó. Đoạn bên này mình thấy có dân ở rồi các bạn ở đây. Dân ở đây là dân tái định cư trở lại các bạn ạ. Đây. Cũng nằm trong khu Garden Hill nhưng mà những cái nhà này là tái định cư trở lại các bạn này đó. Các bạn thấy nó rộng dã man. Đường xá ở tầng làm bài bản hết rồi các bạn. Rất là đẹp.
Đà Nẵng phải phát triển một cách mạnh mẽ để kéo dân tỉnh khác về người ta ở thì mới lấp hết những cái khu vực này được các bạn. Đặc biệt là giá cả phải hợp lý nữa. Cái hồn giá mà nó cao quá thì dân nhập cư như các bạn biết là người giàu có, người nghèo cũng có. Để mua một đất 2 tỷ mấy 3 tỷ người ta tích lũy có khi cả một đời người, không hề đơn giản. Ở đây chỗ này có một hàng xích hao này các bạn này. Đây. Ở đây có lốc xích hao nữa. Người ta xây xích hao như vậy để làm gì các bạn không? Để tăng cái giá trị đất. Ví dụ như muốn kéo cái giá đất ở khu vực xung quanh này tăng lên là bắt người ta nghĩ ra xây những dàn hàng xích hao như thế này á. Để mình quay tiếp cho các bạn một đoạn nữa. Đó, mình đi lên khu này là khu F rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ồ, ở đây có con đường chính rồi các bạn. Quá trời. Rất là rộng các bạn ạ. Hết đất các bạn ơi. Nhự hết rồi các bạn. Ở đây là chắc xong rồi. Đó, các bạn thấy rộng mênh mông à, nãy giờ mình đi quá trời luôn. Đó, lên kia là nhìn qua con đường tránh rồi các bạn này, đó. Đây là con cây nhân tạo rồi các bạn này, đây. Đây cây nhân tạo lấy nước ở sông này vào đây, đây. Chỗ này có cửa, có cửa phai đây. Đó, đây con cây nhân tạo trái vào đây. Các bạn thấy rộng biết bao nhiêu. Chúng mình rất là khen ngợi hạ tầng của tập đoàn người ta làm rất là bài bản các bạn. Lát vỉa hè trắng nhựa này, điện đường cây xanh đầy đủ này. Điện là điện âm luôn các bạn. Số khu đô thị mới bây giờ vẫn còn đường dương, quá là hào rồi. Nhựa này mới thảm các bạn này, vẫn còn cái mùi mới.
đã ra lại đường chính đi rồi. Cái hàng xe sau nãy mình qua các bạn đó, bây giờ mình ra đây là ra đường Nguyễn Thành các bạn này các bạn. Nó mới đổ đất các bạn, khu này mới đổ đất các bạn này, đây đều rồi còn dính vài cái nóc nhà, bây giờ giải tỏa đi sao mấy rồi làm mới lại đây. Đang xây dựng hạ tầng các bạn. Lên có đoạn tranh này, những con đường ngòi lắc đắc có được vài cái nhà thôi, còn ở trong kia là nhà tái định cư, còn phần đa các khu mình qua các bạn là còn rất là trống. Đây là hết rồi các bạn này, đây. Đây là cái hàng sách hao cuối cùng, nó nằm cuối cuối khu này luôn, đây thấy rồi đó. Đây, bây giờ quận Liên Chiểu như các bạn biết là nâng cấp độ dịch lên cấp độ 3 rồi, ở đâu đi cũng thấy những cái rào chắn này hết các bạn này đó. Tình hình dịch giả Đà Nẵng mấy ngày nay tăng liên tục các bạn ha, lao lắm rồi, đi quay các bạn xem nữa. Rồi chiều đi mình rảnh rảnh đi quay một số hình ảnh như vậy thôi, bye bye chào các bạn ạ.